Chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục với thực hành code VBA, một bài toán như sau. Mình có một bạn hỏi trên Facebook về cái bài toán là gì ạ? Tách tên từ tên người này, tách thằng là gì ạ? Cái hai kiểu, có hai kiểu tách, cái thứ nhất là như là gì ạ? Chỉ lấy ký tự đầu họ và tên. Tách thứ hai đó là lấy tên ghép với gì ạ? Họ và tên đệm như này, đúng không ạ? Mình sẽ xử lý bài toán này. Thì mình sẽ đi vào đây, mình sẽ có một cái như này. Thì các bạn ở đây, cột đầu tiên là cột họ và tên, đúng không ạ? Mình sẽ tạo hai cái mã, mã nhất là tên và tên viết tắt của lot là tên họ và lot, thứ hai là viết tắt của tất cả các tên. Thì mình sẽ xử lý từng bước một nhé. Cái mã hai này nó sẽ đơn giản hơn, thì mình sẽ xử lý làm cách hai trước. Thì để làm như thế, các bạn để ý này, tên người Việt Nam của mình ý, thường thường nó sẽ gì ạ? Nó sẽ có cả cái ký tự tiếng Việt. Bây giờ là mình muốn mà cái việc mà tạo ra cái khách thành email đấy thì là tên nó không hỗ trợ tiếng Việt, mà người ta thường thường người ta sẽ cũng không để tiếng Việt. Thì mình sẽ phải đầu tiên, bước đầu tiên ấy. Bước đầu tiên ấy, tốt nhất là mình sẽ insert thêm một cái cột gì ạ? Tên không dấu, đúng không ạ? Dấu. Thì có hai cách. Cách thứ nhất là nó là mình gì ạ? Cách thứ nhất là mình sẽ dùng code, mình sẽ tìm một cái đoạn code ở trên mạng. Sau đó là mình sẽ chạy hàm để nó convert từ cái tên có dấu thành tên không dấu. Cách đơn giản thứ hai đó gì? Mình sẽ dùng Ctrl Shift F6, dùng IDK. Mình sẽ dùng IDK. Xong tích vào cái phần loại bỏ dấu. Sau đó mình kích vào chuyển mã. Ok, bạn đóng, xong bạn paste lại cái cũ này. Thì nó sẽ gì ạ? Thành không dấu rồi. Thì việc tiếp theo là mình gì ạ? Code thôi. Mình sẽ code nên mình trường hợp 2 trước nhé. Hai trường 2 là trường hợp như này. Là tách các ký tự. Thì mình sẽ dùng function, mình sẽ viết cái function đúng không ạ? Cho tiện sử dụng. Tách tạo mã đi, tạo mã tên. Ok chưa ạ? Mình sẽ truyền vào là gì? Họ và tên s string. Đó. Thì việc của mình là mình đầu tiên là mình xác định là các ký tự, cái mã hai này, tạo mã hai này là mình lấy cái tự đầu cái tự của từng chữ một. Thì đầu tiên là chúng ta phải tách cái từng cái chữ một, tách cái họ và tên thành từ chữ. Thì mình sẽ khai báo một cái biến là biển biến ht đi, họ tên, đúng chưa ạ? Thì để tách họ họ tên đấy, chúng ta sẽ bằng dùng hàm split và họ và tên cái chỗ truyền vào, split họ và tên ra bởi dấu cách, đúng không ạ? Đó, khi chúng ta split xong rồi ấy, thì chúng ta được từng từ một. Thì việc tiếp theo chúng ta sẽ gì ạ? Ghép nó vào. Việc tiếp theo là chúng ta gì ạ? Chúng ta lấy cái tự đầu. Thì cách lấy cái tự đầu thì mình sẽ có một cái biến y. Để mình chạy gì ạ? Mình chạy từng chữ một để lấy ký tự đầu, đúng không ạ? Mình sẽ có một cái biến y để lấy gì ạ? Với từng chữ một, chữ Nguyễn này, chữ Văn, chữ An này, thì mình sẽ lấy ký tự đầu. Mình sẽ gì? Có một vòng lặp y bằng cái ht họ tên đấy. Tu ba ht like, tức là từ chữ đầu tiên đến chữ cuối cùng, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có gì? ht y sẽ bằng gì? Hti bằng chính nó, nhưng mà mình chỉ lấy ký tự đầu, tức là nép phải một, đúng chưa? Đấy, chúng ta mới nép, dùng hàm nép để lấy ký tự đầu của từng chữ một. Bước cuối cùng là gì? Cái họ tạo mã này, tạo mã tên này sẽ bằng gì? Mình sẽ dùng hàm join lại, join ht lại, và chúng ta sẽ dùng chúng ta join bằng ký tự trắng này. Mình tạo thử nha, mình sẽ chạy thử xem được không nha. Tạo mã tên đó, Nguyễn Văn A kéo xuống Trần Văn B, đúng không ạ? Ok chưa? Đơn giản phải không ạ?
Đấy là cái function đầu tiên. Đầu tiên là chỉ lấy các ký tự đầu của mã. Thì cái function 2 thì tương tự thôi. Mình nghĩ là mình sẽ làm như này. Mình sẽ tạo mã tên. À, tạo mã email. Email. Đó, đó chuẩn đúng không ạ? Thì mình cũng tách ra. Nhưng mà gì ạ? Mình sẽ keep cái chữ tên này này, mình sẽ cuối cùng là mình giữ nguyên. Cái tự trên cuối cùng mình giữ nguyên, còn cái gì ạ? Họ và tên lót này thì mình sẽ lấy cái tự đầu, thì thay vì mình chạy từ biến từ chữ đầu tiên đến chữ cuối cùng thì mình chỉ chạy chữ đầu tiên đến chữ gần gần cuối cùng thôi, trước nó thôi. Đó là mình đã trừ một. Đó. Thì cái tạo mã và tên này này cuối cùng mình cũng coi bình thường thôi. Ok chưa? Mình sẽ thử xem nào, bằng gì ạ? Tạo mã email. À nhầm. Vì mình copy ở trên xuống thì cái này gì ạ? Tạo mã email nó phải hàm tên hàm phải bằng. Đúng không ạ? Có lại này. Nguyễn Văn An. Trần Văn B. Nhưng mà kiểm tra lại là kiểm tra lại thì cái của mình là gì ạ? Tên đứng trước cơ, rồi với những cái khác đứng sau. Đúng không? Thì cái này hơi ngược. Thì mình sẽ giải quyết như thế nào? Mình sẽ có mình để giải nhanh làm nhanh như này, mình sẽ gì tạo một cái biến là gì tên add string, thì cái tên này này tên này sẽ bằng gì một, mình sẽ là bằng gì ht này, mình sẽ lấy cái tên này sẽ là cái ký tự cuối cùng là sẽ là u bao đúng không ạ, bao của ht. Đấy, tức là gì? Cái tên này chính là cái gì ạ? Cái họ và tên cuối cùng, tức là cái tên cuối cùng ht u3 là cái cuối cùng chữ cuối cùng mình tách ra. Thì mình sẽ dùng đây là tên và join và những cái này vào với nhau. Nhưng đồng thời vì nếu các bạn làm như này ấy, thì nó sẽ có gì? Có An, Nguyễn Văn An thì mình phải xóa cái chữ cuối cùng này, thì xóa cuối cùng đơn giản thôi, mình sẽ gì ạ? Đồng thời mình sẽ có cái gì? Mình hay set cái này bằng rỗng đúng không ạ? Tên này này mình cái chuỗi cuối cùng này này mình sẽ rỗng đó, An Nguyễn Văn. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là gì, cái tách email này nó chỉ viết hoa ký tự đầu, còn những ký tự sau là viết thường, thì mình xử lý như nào? Thì bạn dùng thêm một cái là hàm proper thôi. Đấy. Đây mình ghép luôn vào đây, proper vào đây. Proper này. Đó. Thế là xong. Nếu các bạn không thích proper mà viết luôn trong cái function này thì các bạn gì ạ? Các bạn thêm cái worksheet function đây. Worksheet function.proper. Đó, các bạn như này. Đó thì các bạn không phải gì ạ? Viết cái hàm proper ở đây nữa. Đó. Ok. Đúng như yêu cầu chưa? Tách này thành email là tên này. Đúng rồi, tách chữ cái này. Ok. Đấy, code rất đơn giản phải không ạ? Đây cái data của mình đây. Code rất đơn giản. Thì bây giờ làm sao là mình chẳng nhẽ là viết hai function như này thì nó cũng hơi bất tiện đúng không? Thì mình có thể là mình gộp vào là một cũng được. Thì mình gộp vào như nào? Mình sẽ có function đây. Tạo mã thôi. Thì mình có một cái option nữa là gì? Email is email hay không? Đó. Thì sau đó là mình sẽ gì? Mình sẽ cái ht này là mình lấy hàm nép trên rồi. Trừ 1. Cái này thì cũng hơi xử lý phức tạp thôi, mình cứ viết hai function cho nó tự mình để dùng cho nó tiện đúng không ạ? Đó, đây là tạo mã này. Mã email này. Đó. Đấy, các bạn mình view lại cho các bạn xem code nha, cho rõ này.
Đó, hai cái function đây. Ok, đơn giản này không các bạn? Ok nhá, cảm ơn các bạn.